Chào mừng các bạn đến với kênh The Village of Lee. Tiếp tục chuỗi móc kẹp tóc cho dịp hè sắp tới thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc ngôi sao biển nha. Ở đây là mình có hai kiểu sao biển này các bạn, nhưng mà cùng một cách móc thì bên tay trái của mình sẽ móc trơn một màu, cũng như là móc lớn hơn thì các bạn sẽ dùng size kim 3mm nha. Còn ngôi sao biển này thì mình có phối màu ở phần viên, và nhỏ hơn một xíu thì mình sẽ dùng size kim 2.5mm nè. Và trước khi vào video, các bạn thấy clip hay đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé. Và để móc ngôi sao biển này thì mình dùng len miêu cotton 50g, một màu xanh và một màu trắng, các bạn có thể phối màu theo tùy thích nha. Và về phần kẹp tóc thì mình sẽ dùng phôi kẹp hình giọt nước, vì mình đang sẵn có kẹp tóc này, nhưng mình khuyên các bạn là nên mua phôi kẹp mỏ vịt nha, vì nó dễ sử dụng hơn nè. Và tiếp theo để trang trí thì mình dùng một hạt ngọc trai. Nếu bạn nào muốn sao biển dày dặn thì mình có thể dùng thêm kẽm mỏng để định hình và keo nến. Rồi bây giờ mình cùng móc nha. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Mình đẩy sợi len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len, luồn kim qua vòng tròn, vòng kim lấy len kéo qua. Sau đó mình lên 2 bính, 1, 2. Và sau đó mình móc vào vòng tròn 15 mũi kép đơn. Mình vòng một len trên kim, đưa vào vòng tròn lấy len. Trên kim mình có 3 vòng len, mình kéo qua 2 vòng đầu tiên trước, sau đó mình kéo qua 2 vòng còn lại. Mình xong mũi kép đơn đầu tiên, tiếp tục vòng một len trên kim, đưa vào chân nè, kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng còn lại. Mình xong mũi thứ hai. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến khi đủ 15 mũi kép đơn nhé. Sau khi được 15 mũi kép đơn, tiếp tục mình sẽ rút sợi len ngắn cho vòng tròn nhỏ lại nhé. Sau đó tại chân mũi kép đơn đầu tiên là cái chân này, mình sẽ móc vào một mũi trượt để kết thúc hàng. Mình đưa kim qua chân, lấy len lên, rồi kéo luôn qua vòng len trên kim. Đến hàng thứ hai mình lên 10 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Trên dây 10 bính mình bỏ qua chân đầu tiên, mình móc vào chân thứ hai một mũi đơn, mình đưa kim qua chân, lấy len lên, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng len trên kim. Đến chân tiếp theo mình cũng móc vào một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi nửa kép, mình vòng một len trên kim, đưa vào chân lấy len qua, tiếp tục lấy len kéo hết qua 3 vòng len trên kim. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi nửa kép, chân tiếp theo cũng tương tự một mũi nửa kép, chân tiếp theo cũng một mũi nửa kép. 3 chân còn lại mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn nha. Kép đơn là mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên trước nè các bạn, sau đó mình mới kéo qua 2 vòng len còn lại. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn. Đến chân tiếp theo là chân còn lại nè, mình cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó trên vòng tròn mình sẽ bỏ qua 2 chân, và mình móc vào chân thứ ba một mũi trượt. Mình đã xong được một lần, các bạn lặp lại cho mình thêm 4 lần tương tự ha. Đầu tiên là mình lên 10 bính nè, rồi trên dây 10 bính thì mình bỏ qua chân đầu tiên, mình móc vào chân thứ hai một mũi đơn, chân tiếp theo cũng móc một mũi đơn. 4 chân tiếp theo mỗi chân là mình móc một mũi nửa kép, nửa kép thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo, nửa kép thứ hai, tiếp tục chân tiếp theo, nửa kép thứ ba, tiếp tục và nửa kép thứ tư. 3 chân còn lại mỗi chân mình móc một mũi kép đơn nha. Kép đơn thứ nhất, chân tiếp theo, kép đơn thứ hai và chân cuối là kép đơn thứ ba. Sau đó mình bỏ qua 2 chân, đây là cái chân trượt và cái chân mà mình lên 10 bính đó, các bạn đừng nhầm lẫn nha. Rồi mình bỏ qua 2 chân và mình móc vào chân thứ ba một mũi trượt nè. Mình thực hiện được 2 lần rồi, còn 3 lần tương tự như vậy nữa nha các bạn. Sau khi móc đủ 5 lần rồi thì mình còn 2 chân cuối mình bỏ qua, mình sẽ trượt vào chân mũi trượt của hàng thứ nhất nha. Sau đó mình sẽ lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi, mình sẽ đổi màu cho hàng tiếp theo. Còn nếu bạn nào móc trơn một màu hoặc là mình dùng màu sợi loan á, thì tại từng cánh thứ nhất các bạn sẽ kết vào chân mũi kép đơn đầu tiên giúp mình nhé, tức là cái chân kép đơn này các bạn. Và bây giờ cũng tại chân kép đơn này, mình sẽ bắt đầu cho hàng thứ ba, mình đưa len mới vào. Rồi mình lấy len qua, sau đó các bạn nẹp thêm kẽm vào giúp mình nha. Sau đó mình sẽ lên 3 bính. Và đến chân tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi kép đơn, và các bạn nhớ là giấu len thừa đi giúp mình nha. Đây, chân này mình móc vào một mũi kép đơn ha. Đến chân tiếp theo mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Đến chân tiếp theo mình móc một mũi nửa kép. Chân tiếp theo cũng là một mũi nửa kép. Chân tiếp theo một mũi nửa kép. Và tiếp tục chân tiếp theo cũng là một mũi nửa kép. Đến chân tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Và chân cuối là cái chân này nè các bạn, mình sẽ móc vào 2 mũi đơn chung chân nha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó, và mũi đơn thứ hai. Đến phần bên tay trái thì mình sẽ bẻ cong kẽm xuống nha. Và bên tay trái này mình sẽ móc như sau. Đây là chân đầu tiên mình móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Phía bên tay phải này thì đơn giản rồi các bạn. 4 chân tiếp theo mỗi chân là mình móc một mũi nửa kép ha. Mũi nửa kép đầu tiên, chân tiếp theo. Mũi nửa kép thứ hai, chân tiếp theo. Mũi nửa kép thứ ba, chân tiếp theo. Mũi nửa kép thứ tư, chân tiếp theo là mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Và tiếp theo vì đây là phần góc thì mình sẽ có cách móc như sau ha. Mình sẽ giảm chân cuối của cánh đầu tiên với chân trượt ở giữa, cũng như là chân đầu tiên của cánh thứ hai. Mình sẽ giảm 3 chân này thành một nha. Mình vòng len trên kim đưa vào chân cuối của cánh đầu tiên nè, lấy len qua, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên trước. Rồi bây giờ mình vòng một len trên kim đưa vào chân trượt là cái chân ở giữa này, rồi lấy len qua, mình cũng kéo qua 2 vòng đầu tiên trước ha. Rồi tiếp tục vòng một len trên kim đưa vào chân đầu tiên của cánh thứ hai, cũng kéo qua 2 vòng đầu tiên trước nè. Rồi bây giờ trên kia mình có 4 vòng len thì mình mới lấy len kéo hết qua một lượt. Vậy là mình đã giảm 3 chân thành một. Mình đã xong cạnh đầu tiên của hoa sao biển. Rồi đến cạnh thứ hai mình thực hiện tương tự. Chân đầu tiên mình móc vào một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. 4 chân tiếp theo mỗi chân là một mũi nửa kép. Mũi nửa kép thứ nhất, chân tiếp theo. Nửa kép thứ hai, chân tiếp theo. Nửa kép thứ ba, chân tiếp theo. Nửa kép thứ tư. Đến chân tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Và chân cuối cùng ở phía bên tay phải thì mình sẽ móc vào 2 mũi đơn ha. Mũi đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó, và mũi đơn thứ hai. Sau đó mình sẽ bẻ cọng kẽm xuống. Đến cạnh bên tay trái này mình sẽ móc như sau. Chân đầu tiên mình móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. 4 chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi nửa kép. Nửa kép đầu tiên, chân tiếp theo. Nửa kép thứ hai, chân tiếp theo. Nửa kép thứ ba, chân tiếp theo. Và nửa kép thứ tư. Đến 2 chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, tiếp tục chân tiếp theo và kép đơn thứ hai. Sau đó mình sẽ giảm 3 chân thành một nha. Mình vòng len trên kim đưa vào chân cuối của cánh hoa thứ hai, lấy len qua nè, tiếp tục vòng len trên kim đưa vào chân trượt ở phía dưới, rồi kéo qua 2 vòng đầu tiên. Tiếp tục vòng len trên kim đưa vào chân đầu tiên của cánh hoa thứ ba, cũng lấy len qua kéo 2 vòng đầu tiên. Sau đó mình mới kéo qua hết 4 vòng len trên kim, mình đã giảm thành công. Mình đã xong cánh hoa thứ 2. Đến cánh hoa thứ 3, thứ 4 và thứ 5 các bạn thực hiện tương tự như vậy nhé. Sau khi móc đến cánh hoa thứ 5, mình còn các chân cuối nè thì mình tiếp tục giảm nha. Mình đưa kim vào chân cuối của cánh hoa thứ 5. Rồi mình lấy len qua 2 vòng len đầu tiên, tiếp tục vòng 1 len trên kim, đưa vào chân trượt ở phía dưới, cũng kéo qua 2 vòng đầu tiên trước. Và khúc này sẽ khác ở một xíu nha các bạn. Mình sẽ đưa kim vào chân của kép đơn đầu tiên là cái chân này, và mình lấy len qua. Lúc này trên kia mình có 4 vòng len nè, tiếp tục lấy len kéo qua một lượt thêm một lần nữa ha. Vậy là mình đã giảm thành công. Tiếp theo là mình sẽ cắt len đi. Ở đây là mình sẽ không thực hiện mũ trượt cũng như lên bính nào hết nha các bạn, mà mình sẽ thực hiện như sau. Mình đưa kim từ đằng sau ra đằng trước nè, tại chân mũi kép đơn thứ 2 á, mình lấy len qua, tiếp tục đưa kim lại từ đằng trước ra đằng sau, cũng lấy len qua. Mình làm như vậy để cho cái phần kết thúc hàng của mình nó sẽ thẩm mỹ hơn nha. Và phần kẽm thừa ở đây mình sẽ cắt bớt đi, sau đó mình dùng kềm xoắn kẽm lại để cho kẽm đừng bị chảy. Và phần len thừa dưới đây thì các bạn giấu đi nhé. Mình giấu len làm sao để phần len thừa này che đi phần kẽm, để tránh lộ ra kẽm nè các bạn. Và sau khi giấu len xong thì mình sẽ cắt bớt len thừa đi nhé. Và tiếp theo mình sẽ bắt đầu trang trí. Mình sẽ cho keo vào phần trung tâm của sao biển, sau đó mình dán hạt ngọc trai vào. Nếu bạn nào muốn chắc hơn thì các bạn có thể may vào nhé. Và tiếp theo lật mặt sau lại, mình sẽ dán kẹp vào. Nếu bạn nào dùng kẹp giọt nước giống mình thì mình sẽ tách kẹp ra dưới này, sau đó mình sẽ cho keo vào phần kẹp trước. Và sau đó mình mới dán vào con sao biển. Và video hướng dẫn móc sao biển trang trí của mình cũng đã hoàn tất. Con sao biển này các bạn có thể dùng làm kẹp tóc hoặc là trang trí túi xách cũng được nè. Mình chúc các bạn thành công nha.